Ok, mình đang học đến cách cào đầu này. Và bữa trước mình đã học về 8 nguyên tắc tác động đúng không ạ? Gặp một người đau đầu này, muốn tìm hiểu nguyên nhân tốt nhất thì phải viện khám, tìm hiểu nguyên nhân đúng không? Thì bây giờ người ta đang đau đầu, cái cần nhất của họ là giảm cái cơn đau đấy. Thế thì mình sẽ làm cái nhiệm vụ đó đúng không? Đau đầu bất kể do nguyên nhân gì thì mình giảm đau bằng cách dùng cái cào này, cào lớn này của Diện Trần. Mình cào thì từ mấy tóc trán ra sau gáy và từ đỉnh tai này sang đến bên kia. Ở tóc họ dài thì mình sẽ dùng cào để mình đỡ ấy, tóc như này, vuông góc hết một đường sang bên cạnh này, đường thứ hai rất nhẹ nhàng thôi. Chân này nó thưa cho nên không bị gãy, yên tâm, và cũng không gây đau. Cào này rất là êm ái. Những người liên quan vùng đầu bị đau nhức, kể cả về vật chất lẫn tinh thần, sự stress căng thẳng, hoặc những đứa trẻ nó bị cuồng, bị tăng động, thì cái vấn đề của nó là gì? Tại chỗ là bộ phận nào? Là cái đầu. Mà theo 8 nguyên tắc là gì? Tại chỗ lân cận. Mình làm này rồi, cái đặc biệt quan trọng này, ví dụ mình cào ở đây mình thấy có điểm đau, hoặc hỏi họ, họ có cái em có cái điểm đau này em nói nhé, thì đây mình cào để ý này, chắc chắn trên da đầu mình sẽ có những cái điểm đau, mọi người trên đầu sẽ thấy ấy. Thì mọi người chỉ trải qua là không làm gì đúng không? Thì này quan trọng này, đấy đấy đấy, đến chỗ này á là thấy có điểm đau này, gì qua gì lại chỗ này à, thì cái điểm đau trên da đầu này chính là gì ạ? Sinh huyệt. Mà sinh huyệt, tại sao lại có sinh huyệt ở đây? Biết là đau là cách mình cảm nhận, à, mình bắt chiếu một cái phần bộ phận nào đấy đúng rồi, tức là một cái bộ phận nào đó trong cơ thể nó đang bất ổn và nó mới sinh ra sinh huyệt. Sinh huyệt là sinh rồi mới sinh ra, và nếu thấy cái điểm bất ổn này mình sẽ làm gì nào? Mình sẽ tác động bằng cách lăn hơ, cào gõ gen tán cao đúng không? Thì trên đầu này là có tóc thì mình sẽ dùng cào di qua di lại như này. Thì hôm nay mình di, mai mình lại di lại, người kia di lại, dần dần cái điểm này nó biến mất hết. Thì có nghĩa là gì ạ? Mà vẫn sinh huyệt biến mất hết, nó tỷ lệ với cái bất ổn trong cơ thể là đã được giải quyết. Được. Đây là cách cào rất đặc biệt, để em cứ để ý nha. Mình cào chậm rãi không cần nhanh. Đến chỗ nào đau thì em sẽ nói. Đấy. Cào tận ra đến chậm cái. Rồi. Sang bên này. Đấy. Tiếp theo. Chậm rãi này, sang bên này. Tiếp theo. Đây. Ok. Rồi đấy, thế là hết một vòng nhá. 1 đến 10 vòng. Đấy, không nên cào nhiều quá. Tại sao? Tại sao không cào đến 200 vòng để cho máu cho khỏi luôn hôm nay đi? Tại sao nào? Dùng lưng tắc. Em thấy đau chỗ nào được? Không. Đau chỗ nào được? Cào lại chỗ này còn đau. Hết rồi. Đấy, vừa nãy Gigi khoảng chục cái là hết điểm đau đấy rồi. Rồi tiếp theo là cứ cào xong rồi cứ để ý xem đau chỗ nào mình sẽ cào đến nhiều hơn. Đấy, vậy là hết 2 vòng. Rồi tiếp theo đến 3 vòng. Nhẹ nhàng thôi, vuông góc. Đừng có nghiến răng nghiến lợi vào ấn như này. Là phản tác dụng, vẫn đau chỗ này. Ok, đấy, điểm khác này. Thế đau chỗ này. Đấy, di qua di lại khoảng 10-20 từng đếm. Nhẹ thôi, di qua di lại này. Ok. Rồi xong rồi mình lại tiếp tục sang điểm khác. Đấy, hết đến vòng thứ 3. Rồi tiếp theo này. Rồi tiếp tục. Em còn đau chỗ nào không? Đến vòng thứ 4. Và như thế đến khoảng 10 vòng được. Quay trở lại câu vừa nãy, tại sao không làm đến khoảng 100 vòng, 200 vòng? Là phản tác dụng. Ủa, phản tác dụng làm nhiều quá người ta nhức đầu, hoặc là chảy sức da không tốt, và nhất là vùng da đầu nó rất nhạy cảm. Đúng chưa? Thì đấy là cách cào đầu. Còn những người huyết áp cao ấy thì sao nào? Cào từ sau gáy, mình lại cào ngược lại nhá. Ra bị tóc trái. Đấy, còn nếu mà tóc dài thì mình cào từng đoạn một được. Tiếp theo mình nối ra đây, được chưa nào? Cứ thế, cào từng đoạn một đây. Tiếp theo đây, được chưa nào? Tiếp theo đây, cứ chia ra từng đoạn một. Đấy, ứng dụng cây cào. Ngoài ra cái cào này không phải là chỉ mỗi gì, cào trên tóc đâu, mình có thể gì, bôi mình cào cổ vai gáy, cào trên toàn thân được, được chưa nào? Cào toàn thân, hoặc là mình có thể dùng để cào mặt được, nhưng mà không dùng các dụng cụ khác, được chưa? Giống như cây giò thôi mà, để gánh mặt thôi mà, cào ở dưới này mình cào để nâng cơ mặt lên. Được chưa?